Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tòa án Việt Nam bất chấp oan sai vì sợ thiếu người làm việc. Ngày 27 tháng 9, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt có bài Cứ sai là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. Bình về các vụ án oan sai, tác giả cho biết bất kể công chúng cả trong lẫn ngoài Việt Nam phản ứng như thế nào những cá nhân và cơ quan hữu trách ở Việt Nam vẫn không thèm lên tiếng về việc thi hành án tử hình ông Lê Văn Mạnh. Ông Mạnh, 41 tuổi, ngụ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đã bị tiêm thuốc độc vào sáng ngày 22 tháng 9. Theo bản án chung thẩm mà tòa án phúc thẩm của tòa án tối cao tại Hà Nội tuyên vào năm 2008, theo tác giả từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008, vụ án của Lê Văn Mạnh được đưa ra xét xử đến 7 lần. Trừ tòa Thanh Hóa khăng khăng cho rằng ông Mạnh phạm tội và cần tử hình, thì tòa án tối cao và cáo viện kiểm sát dùng rằng không mạnh dạn xác định ông Mạnh thật sự có tội. Hình ảnh bài bình luận trên blog VOA. Tác giả nhận xét sự dùng dằn ấy xuất phát từ việc dường như ông Mạnh ngoài phạm vào thời điểm nạn nhân bị giết, ông đang giúp em gái dọn nhà và dấu hiệu của tra tấn ép cùng. Tác giả cho hay tháng 10 năm 2015, tòa án tỉnh Thanh Hóa từng ra thông báo cho gia đình ông Mạnh rằng họ sẽ thi hành bản án này. Lúc đó, nhiều luật sư, trong đó có những người từng bào chữa cho ông Mạnh, đã đề nghị chủ tịch nhà nước hoãn thi hành bản án. Một số tổ chức quốc tế như Ân ừ xã quốc tế, Ủy ban luật gia quốc tế cũng gửi thư đề nghị ông Trương Tấn Sang, khi đó là chủ tịch nhà nước, ra lệnh hoãn thi hành bản án tử hình ông Mạnh. Vì vậy vẫn theo tác giả chánh án tòa án Thanh Hóa đã hoãn thi hành bản án chánh án tòa án tối cao ra lệnh rút toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến ông Mạnh để xem xét lại toàn bộ vụ án Vậy mà vào trung tuần tháng này 18 tháng 9 tòa án tỉnh Thanh Hóa lại ra thông báo cho gia đình ông Mạnh rằng họ sẽ thi hành bản án tử hình thân nhân của ông Mạnh công chúng chính phủ nhiều quốc gia như phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu đại sứ quán Anh Na Uy, Canada tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế như Ân xá quốc tế, Ủy ban luật giao quốc tế kêu gọi dừng thi hành án tử hình và điều tra lại, tố cáo tra tấn bức cung ông Lê Văn Mạnh. Hình ảnh BBC loan tin về việc tử tù Lê Văn Mạnh bị thi hành án. Lần này không có bất kỳ hồi đáp nào từ phía các cá nhân và cơ quan hữu trách của Việt Nam phản hồi duy nhất là thông báo từ tòa án tỉnh thanh hóa là án tử hình đã được thi hành ông mạnh đã được đưa từ hòa bình về tán tại thanh hóa tác giả bình luận ông mạnh không phải là trường hợp duy nhất và chắc chắn chưa phải là trường hợp cuối cùng ngay vào lúc này vẫn còn hai tử tù mà hiếm có ai tin rằng họ có tội nguyễn văn trưởng và hồ duy hải gia đình của cả hai tử tù này đều từng được thông báo về việc họ sẽ bị hành quyết nhưng do phản ứng của nhiều người, nhiều giới cả trong lẫn ngoài Việt Nam, nên giờ chó kế hoạch hành quyết bị hoãn, song cả hai vẫn tiếp tục sống mòn. Chưa rõ đến lúc nào sẽ được trả tự do hay bị hành quyết như Lê Văn Mạnh. Tác giả dẫn phát biểu của chánh án tòa án tối cao thì cần có quy định về việc truy cứu trách nhiệm của thẩm phán bởi quốc hội đã có nghị quyết cho phép được sai 1,5% nghĩa là trong 600.000 vụ án thì có 9.000 vụ được phép sai do lỗi chủ quan, nghĩa là không phải do giả mạo hồ sơ, không cố ý sai. Ông Bình nhắc nhở những viên chức cao cấp của cơ quan lập pháp rằng cứ sai là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. Khi hệ thống tòa án làm việc cho đảng thì rõ ràng rất cần phải răng đe đảng như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tòa án Việt Nam bất chấp oan sai vì sợ thiếu người làm việc. Một điều tra viên vụ nghi can tử vong tại đồn công an ở Bình Thuận bị tước danh hiệu công an nhân dân. Ngày 27 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, Bình Thuận, tước danh hiệu công an nhân dân đối với điều tra viên vụ nghi can tử vong ở trụ sở. Theo AFA, công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy Cảnh sát hình sự Lê Hữu Tùng thuộc Công an huyện Đức Linh vì liên quan đến cái chết của một nghi phạm trong đồn công an. AFA dẫn báo Nhân dân và nhiều báo khác ngày 26 tháng 9 cho hay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười đã ký quyết định này và có hiệu lực ngay lập tức. Hình ảnh bài trên AFA. Ông Tùng bị cho là có liên quan đến cái chết của nạn nhân Bùi Văn Hải, trú ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh vào tối ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không cho biết ông này có liên quan như thế nào và vi phạm điều gì đến mức bị sa thải khỏi ngành công an. AFA dẫn lời ông Bùi Mạnh Hùng, anh ruột của nạn nhân, nói Tôi cho rằng anh Tùng đó điều tra em tôi và đánh đập em tôi nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Nhưng tôi đoán rằng không chỉ có mỗi anh Tùng mà còn nhiều người khác nữa. Cũng theo ông Hùng, gia đình chỉ biết được thông tin nêu trên qua báo chí và công an Bình Thuận. Đến nay họ chưa nhận được thông báo kết luận giám định tử thi và nguyên nhân cái chết của Bùi Văn Hải. AFA cho biết rạng sáng ngày 2 tháng 9, anh Hải bị triệu tập đến trụ sở công an xã Vũ Hòa làm việc và ngày hôm sau bị chuyển lên công an huyện Đức Linh tiếp tục làm việc vì bị cho là có liên quan đến một vụ trộm chó tại địa phương tại công an huyện anh hải có biểu hiện mệt khó thở nên được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực nam bình thuận nhưng đã tử vong tuy nhiên afa dẫn ý kiến của gia đình anh hải nghi cái chết của anh là do bị tra tấn và ép cung yêu cầu bộ trưởng công an tô lâm có trách nhiệm giải trình vụ việc afa dẫn lời kể của ông bùi mạnh hùng hai ngày sau khi xảy ra vụ trộm chó vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 9, trưởng công an xã Vũ Hòa xuống nhà mời anh Hải lên trụ sở công an xã để làm việc. Hình ảnh nạn nhân Bùi Văn Hải và giấy xác nhận của bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận cấp theo yêu cầu của gia đình. Ông hùng chở em trai lên xã giao cho công an xã Vũ Hòa, sau đó trưởng công an xã giao anh Hải lại cho hai sĩ quan công an huyện là Bùi Sĩ Ngân và Lê Hữu Tùng. Trong chiều tối hôm đó, hai công an này đưa anh Hải lên trụ sở công an huyện Đức Linh làm việc. Đến nửa đêm, ông Hùng nhận được thông tin có người chết, mang lên bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam. Ông Hùng lên đó và thấy em trai đã tử vong. Phía bệnh viện cho ông Hùng biết, vào lúc 21 giờ có hai người đeo khẩu trang đưa anh Hải đến. Theo xác nhận của bệnh viện, anh Hải đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Ông Hùng là người đầu tiên của gia đình thấy xác em trai mình ở bệnh viện, mắt trợn lên, mồm há ra, hai tay bị vết còng treo lên trầy xước và có mấy vết cắn ở bắp tay và hai đùi, mông và lưng. AFA dẫn lời ông Hùng nhận xét, trên thi thể của em trai mình có nhiều vết bầm tím, vết đánh là nội thương chứ không phải là vết đánh bên ngoài và khẳng định rằng cơ quan điều tra công an huyện Đức Linh đã gây ra cái chết của em trai ông. FBI cũng dẫn lời ông Hùng cho biết thêm em trai ông đang ngủ ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ trộm chó nói trên, không giống như các báo đưa tin. Sau phản ứng của gia đình, các báo đã phải rút lại thông tin anh Hải có liên quan đến vụ trộm chó. Anh Hải là một trong số rất nhiều nạn nhân của những cái chết bất minh trong đồn công an thời gian qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin một điều tra viên vụ nghi can tử vong tại đồn công an ở Bình Thuận bị tước danh hiệu công an nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d